Người ta vẫn bảo vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau, nhưng cánh cửa đóng kín cũng là môi trường hoàn hảo cho bạo lực đối với phụ nữ trong gia đình diễn ra. Theo kết quả điều tra quốc gia về bạo lực với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019, cứ 3 phụ nữ thì có gần 2 người từng bị bạo lực bởi chồng hoặc bạn tình. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tạo ra sức ép về kinh tế và tâm lý tăng lên cũng khiến con số bạo lực với phụ nữ tăng gấp đôi. Điều đáng buồn là 90,4% phụ nữ bị bạo lực thể xác và hoặc bạo lực tình dục từ chồng, bạn tình đã không tìm kiếm sự hỗ trợ từ cơ quan cung cấp dịch vụ nhà nước. Sự thờ ơ của cộng đồng và việc đổ lỗi cho người bị bạo lực cũng là lý do khiến bạo lực tiếp diễn không được giải quyết một cách triệt để. Bạo lực diễn ra sau những cánh cửa đóng kín. Đã đến lúc những cánh cửa ấy cần được mở ra. Phụ nữ bị bạo lực rất cần sự đồng hành của chúng ta để chấm dứt tình trạng này. Vậy bạn sẽ làm gì nếu chứng kiến bạo lực với phụ nữ? Hãy gửi ý tưởng của bạn dưới dạng video, clip ngắn hoặc tranh minh họa về email cuocthitruyenthong@sisaga.vn để có cơ hội nhận các giải thưởng với tổng trị giá lên tới 27 triệu đồng.